tất cả các bạn nhé. Hiện tại Trung Bonsai đang có mặt tại Văn Giang, hôm nay cũng buổi triển lãm lớn nhất nước. Sau đây Trung Bonsai giới thiệu anh em một vòng những tác phẩm đình đám của làng cây cảnh Việt Nam, được rất nhiều anh em mang về đây để dự triển lãm, rất nhiều tác phẩm xuất sắc nhé. Rất già của anh Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Dương. Văn như này. Số điện thoại anh Dương nhé. Nhà truyền đi. Được Văn Giang thì hứa xem qua truyền hình nhá. Rất nhiều tác phẩm đình đám 102 của làng cây cảnh Việt Nam được thu họp về đây. Trống rất ồn nhá, anh em chỉ chiêm ngưỡng thôi. Tôi đánh giá về tác phẩm mà mình không thể đánh giá được. Anh em chăm cây và chiêm ngưỡng thôi nhá. Thì này nếu gần hồ đây thì quay được mặt trước. Thank you.
tác phẩm này rất nhiều cảm ơn. Bây giờ cũng được chụp với Bắc Cường một kiểu rồi ở cây huyện Vườn Phú nha anh em nhá. Em trai ơi, có được không? Cây này của Thoan à? Có Thành. Rồi. Nhìn quen này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì đúng là hôm nay cũng tình cờ là anh em chúng tôi gặp nhau ở trên đất Văn Giang này. Bonsai chính hiệu cũng là một trong những người rất nổi tiếng trên kênh Trung Bonsai rồi. Hôm nay anh cũng có dịp về Văn Giang ghi lại những hình ảnh về cây cảnh tiến sự, ghi lại những hình ảnh cây cảnh để gửi tới tất cả anh em không đến được nhá. Thì anh tiến sự cũng vừa mới làm một cái kênh Bonsai để gửi đến những người yêu cây cảnh, thì cũng rất mong anh em trên toàn nước là yêu mến thông qua kênh Trung Bonsai này thì cũng vào kênh Bonsai Tiến Sự để ủng hộ cho anh được phát triển hơn nữa những cây cảnh cũng như là những video của anh đưa lên để gửi tới tất cả anh em. Rất mong anh em ủng hộ và nhớ ấn nút đăng ký bên dưới ủng hộ anh nhé. Anh có vấn đề nói về điều với anh em không?
trước tiên thì phải nói là cảm ơn Trương Bonsai cũng đã ghi hình cho Bonsai Chiến Sự trước đây làm cây ở Thanh Hóa, và cũng từ đó mà Bonsai Chiến Sự cũng rất mong muốn là ghi lại những cái khoảnh khắc khi mình làm cây, và hôm nay là cũng lại được gặp anh Trương Bonsai ở tại trên cái mảnh đất Văn Giang này, một cái mảnh đất mà có thể hội tụ tất cả rất nhiều những anh tài trên cả nước và rất nhiều những tác phẩm đặc biệt được đưa về đây. Điều đó là một điều tuyệt vời, và hôm nay chúng ta hãy cùng ghi những tác phẩm này để cho quý vị và các bạn trên cả nước cùng thưởng thức. Đúng rồi. Và cũng như anh Trương nói rằng Bonsai Chiến Sự cũng là mới thành lập, cho nên là quý vị hãy cố gắng ủng hộ nhé. Và một lần nữa thì qua Bonsai của Trương Bonsai thì Chiến Sự xin được cảm ơn quý vị các bạn và anh Trương Bonsai rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi cùng nhau ghi lại một có những giây phút hội ngộ này. Cảm ơn nhé, cảm ơn các phóng viên, cảm ơn tất cả những người đã làm chương trình để cho người yêu cây trên cả nước cùng thưởng thức. Anh em nhớ đăng ký ủng hộ cho anh Tiến Sự nhá, để ta cùng phát triển cây cảnh Việt Nam hơn nữa. Xin chào okay. Tạm biệt. Cảm ơn anh Trung nhá. Anh em mình lại tiếp tục đi ghi hình. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.